Đáng nói, sự thần tượng một kẻ gian biển của những đứa trẻ cuồng nhiệt tới mức có nơi đã mời khá về giao lưu, những đứa trẻ đeo khăn quàng cổ đóng khá như một ngôi sao nổi tiếng. Thần tượng xa lưới. Cho tới thời điểm hiện tại, Ngô Bá Khá 26 tuổi, trú tại thôn Tam Sơn, thị thôn Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, có lẽ là một trong những gian biển ôm liner thắng lợi nhất với khoảng 600.000 lượt theo dõi trên Facebook, gần 2 triệu lượt đăng ký trên YouTube. Khá bảnh đã làm nhiều clip liên quan đến các cuộc ăn chơi thác loạn, bay lắc và múa điệu xòm quạt khiến bao đứa trẻ say mê. Bên cạnh đó, các clip của Khá về đạo nghĩa gian biển, tình bằng hữu thôn hội hay những hình ảnh thanh toán lẫn nhau kèm nhiều lời lẽ thô tục, phản cảm cũng được hàng triệu lượt xem. Trong một số clip gần đây, Khá bảnh kêu gọi mọi người tránh xa cờ bạc. Nhưng trái ngược với những clip đã quay, mới đây vào ngày 1 tháng 4, Ngô Bá Khá đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ khẩn cấp sau khi phát hiện có hành vi tấn công bạc và tổ chức tấn công bạc. Bên cạnh đó, cơ quan tác dụng còn xác định đối tượng này liên quan đến tội phạm ma túy. Khi bị tóm, công an xét nghiệm nhanh mẫu nước tiểu của Khá và hậu quả dương tính với ma túy. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi khám xét nhà, công an đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức tấn công bạc bằng hình thức lô đề với số tiền lên đến cả 100 triệu. Ngô Bá Khá tại cơ quan điều tra. Các đề một ngày được cơ quan tác dụng tìm thấy thể hiện số tiền tấn công bạc đã lên tới gần 100 triệu. Bên cạnh đó còn nhiều loại vũ trang như kiếm, côn, dao nhọn cũng được tìm thấy và thu giữ tại nhà Khá bảnh. Qua khám xét nhà riêng, công an còn phát hiện thêm một số giấy tờ liên quan đến hoạt động vay mượn tín dụng đen điều khiển Phòng Cảnh sát Hình sự thông tin thêm. Tại cơ quan điều tra, Khá với hình ảnh ngông cuồng xoàng xỉnh thấy trên các clip của mình, Khá bảnh tỏ ra rất ân hận hối lỗi và thành khẩn khai báo các hành vi tổ chức tấn công bạc, mua và sử dụng ma túy của mình. Trả lời điều tra viên, khi nhắc đến gia đình, Khá bảnh khóc lóc, xưng là cháu và nói một cách kinh khủng hãi, cháu đã sai. Trước khi bị tóm, Ngô Bá Khá liên tiếp có những hành vi vi phạm quy định gây bức xúc dư luận. Thanh niên này cùng một số người đam mê thủ dàn hàng ngang tự sướng trên đường cao tốc và đăng lên trang Facebook cá nhân. Cục Cảnh sát Giao thông đã xử phạt Ngô Bá Khá 5,5 triệu và tước bằng lái 2 tháng. Chỉ ít ngày sau thanh niên này có động thái đốt xe máy rồi quay clip đăng tải lên Facebook. Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Ngô Bá Khá là đối tượng nghiện hút, từng có tiền án, tiền sự tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi mở minh mông điều tra vụ án, cơ quan điều tra tạm giữ 4 nghi can nhập cuộc tấn công bạc gồm Nguyễn Văn Quang 32 tuổi và Nguyễn Hữu Hội 20 tuổi, cùng trú tại thị thôn Từ Sơn, Ngô Lương Anh 34 tuổi và Trịnh Hữu Quý 27 tuổi, cùng trú tại huyện Tiên Du. Không bất thần khi Khá bảnh bị tóm. Trong ngôi nhà cấp 4 cũ nát chỉ minh mông khoảng 30 mét vuông tại thôn Tam Sơn, bà Nguyễn Thị Khanh 56 tuổi, mẹ của Ngô Bá Khá cho biết, nhà bà có 4 đứa con thì Khá là 5 nhi út, các chị lớn đều đã đi lấy bi tại địa phương. Sau khi học hết lớp 7, Khá nghỉ học rồi đi làm thuê kiếm sống, từ nghề một cho đến đi hát, biểu diễn và sau cuối là làm những video clip đăng lên mạng. Cũng nhờ những clip của mình, thời gian quay về đây Khá trở nên nổi tiếng. Đến mức có những ngày, có khoảng 40-50 em học sinh đến nhà chơi, xin chữ ký của Khá. Đến chiều 1 tháng 4, khi đang đi cắt tóc thì nó bị công an tóm, sau đó họ đến khám nhà thu giữ nhiều đồ vật như máy tính, dao kiếm. Con tôi bị tóm vì tội liên quan đến tấn công bạc, tôi cũng buồn lắm nhưng nếu nó phải đi tù, tôi mong con sẽ cải tạo tốt, bà Khanh chia sẻ. Theo như ghi nhận, vào ngày 2 tháng 4 khi thần tượng Khá bảnh bị tóm, người dân thôn Tam Sơn đã kéo đến xem chật kín đáo cả một góc phố. Sự việc được người dân bàn tán xôn xao, tuy nhiên không ai tỏ ra bất thần trước thông tin này. Sáng nay tôi đọc báo thì biết thông tin Ngô Bá Khá bị tóm. Khá là một thành phần có tiền án ở địa phương nên khi biết nó bị công an tóm tôi cũng không bất thần, một người dân chia sẻ. Những video của Khá thu hút hàng triệu lượt xem. Còn theo điều khiển địa phương thì cho biết, Khá bảnh ở địa phương thuộc thành phần bất hảo, không chấp hành quy định. Thanh niên này soàn xỉn đưa nhóm bằng hữu lêu lỏng ở nơi khác về địa phương gây mất trật tự.
vị điều khiển này cũng nhận định, Ngô Bá Khá chỉ nổi trên mạng thôn hội, được lớp thanh niên mới lớn thần tượng thái quá. Nhưng tại địa phương, ai cũng biết Khá Bảnh chỉ là một kẻ gian biển có tiền án và quậy phá nên chuyện đối tượng này bị tóm cũng không ngoài dự đoán của nhiều người. Tôi mong rằng các bậc phụ huynh, nhà trường sẽ tuyên truyền, giáo dục mới trẻ tránh xa những thông tin, video với lời lẽ tục tiểu, phản cảm trên mạng thôn hội của Khá Bảnh để các em học sinh học tập, tạo ra theo chiều hướng tích cực hơn, điều khiển thôn Tam Sơn chia sẻ. Qua mày mò được biết, năm 2011, Khá bị đưa vào trường giáo dưỡng. Đến năm 2014 nối tiếp phải đi trường giáo dưỡng vì gây rối trật tự công cộng. Sau đó 2 năm, Khá bị công an thị thôn Từ Sơn tống về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Gặp mặt Khá Bảnh tại cơ quan điều tra, với khẩu hình của những kẻ sử dụng ma túy có thâm niên nhưng khi trả lời phóng viên, Khá khẳng định mình chỉ chơi một lần cách đây 5 năm. Và trong cuộc nói chuyện, Khá Bảnh vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình bị tóm chỉ vì đã làm clip đốt xe. Em mở màn làm clip kiếm tiền trên mạng thôn hội từ bao giờ? Em làm từ 2017, lúc ấy cũng nghĩ làm video vui vẻ, không xuất phát từ ý nghĩ đó nào. Đến mấy tháng quay về đây thì mới biết nó có tác dụng kiếm tiền nên mới bật lên. Làm video với nhiều người xem như thế có kiếm được nhiều không? Tháng đầu họ trả về tài khoản gần 20.000 đô la Mỹ, mấy tháng sau mỗi tháng mấy ngàn đô la Mỹ. Sao em lại nảy sinh ý nghĩ đó làm clip đốt xe như thế? Đây là xe của đứa em, xe cũ, bán đi cũng chỉ được mấy triệu nên mấy bằng hữu rủ nhau ra làm cái clip vui. Em có nghĩ hành vi đấy phản cảm không? Em làm clip công bình thôi, em làm nhiều clip hay nhưng có một cái không hay như thế là bị chỉ trích. Đăng ngừng thấy nhiều người nói nên em cũng đã gỡ video xuống. Em cũng xác định mình đăng clip đó là có sự nghiêm trọng rồi. Tại sao em không làm những clip tốt mà lại làm clip đó? Bọn em làm clip khuyên làm gì tốt thì ai xem, phải làm những clip đó mới có nhiều người xem chứ. Thế nói thật đã từng chơi chưa? Thanh niên thì là đi chơi có lúc cần chơi nhưng mình không nghiện. Những người chơi mà không có lập trường thì sẽ nghiện gì đó là ma túy mà. Hay chơi cái gì? Bọn em không hay chơi, cách đây 5 năm em chơi một cái kẹo thế thôi. Nói về các chế tài xử phạt cho các cá nhân đăng tải nội dung thiếu lành mạnh, luật sư Lê Văn Hồi giám đốc công ty luật Mi Quay cho biết, thứ nhất, một số nội dung mô tả hành động bạo lực, kích động bạo lực soàn xỉnh hình thành trong thời gian qua có thể bị xử phạt từ 3-40 triệu đồng theo quy định tại IA, khoảng 4 điều 4 nghị định số 158/2013 nghị định do có hành vi sản xuất phim có nội dung kích động bạo lực, truyền bá tệ nạn thôn hội. Thứ hai, như thông tin tôi được biết thì có nhiều video còn có nội dung lồng ghép quảng cáo cho các web cá cược bóng đá, lô đề, sóc đĩa. Đây là những cống phẩm, dịch vụ bị cấm quảng cáo, trường hợp cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt từ 40 đến 50 tháng đồng theo quy định tại điểm đờ, khoảng 1 điều 50 nghị định số 158/2013 nghị định do có hành vi quảng cáo các cống phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác. Thứ ba, với video gần đây của Khá Bảnh, hành vi đốt xe máy để chuyển quý phái xe đạp điện của Khá còn vi phạm quy định về việc cấm quảng cáo so sánh cống phẩm cùng loại với nhau. Hành vi so sánh trực tiếp giữa xe do Khá đốt với xe đạp điện với những tiêu chí như tốn xăng hay hư hỏng vi phạm quy định về quy định trong lĩnh vực cạnh tranh, hành vi này có thể bị xử phạt từ 60-80 triệu đồng theo quy định tại điểm A khoảng 1 điều 33 nghị định 71/2014 nghị định do hành vi quảng cáo so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác.